Rồi, chào mừng các bạn trở lại kênh Cuộc Sống Thói Quen Miền Tây của mình nha. Các bạn Hitachi các bạn, AS200 các bạn. Đang gấp tắt mẻ, tăng bỏ lên cặp máy lộ rồi. Nặng 18m. Xe này xuất bến thì mấy ngày nay các bạn, mới khai trương mấy bữa đi theo ba người luôn các bạn. Cái anh này đi theo nhà không nha, theo tập lái không á. Chọn cái màu này rất đẹp phải không? Màu này sáng đẹp. Cái này dán cái tem rất là gấp rất lẻ. Và mấy trong gạo 10.000 nha các bạn. Đó, bỏ lên vậy là gạo 10.000 đó. Qua lộ 12. Trời này giờ cũng âm u, muốn mưa lâm râm râm hoài đúng không? Qua lộ rồi.
này tiếp tục bơi nha các bạn ơi. Bơi dài dài, ai kêu thì gấp. Dây điện quá trời. Dữ rồi. Ồ, thẳng cằn luôn, dữ nè. Bơi rất là nhanh luôn à. Bơi với tốc độ rất là nhanh luôn. Rồi gắn ta lái vô thì bị lái rồi bạn. Rồi ra cầu luôn mà bức cái này không thấy được.